shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta có khá là nhiều thứ mới để chúng ta khám phá nhá. Rồi đầu tiên thì thẻ vô cực ngày hôm nay chúng ta bán với giá chỉ 200 kim cương, được giảm 50% rồi. Đó, bạn đâu mà chúng ta chưa mua thẻ vô cực ấy thì mọi người nhớ chúng ta mở thẻ vô cực nhá. Vì ngày mai là chúng ta có thẻ vô cực mùa mới rồi, nên là mọi người mua đi này để chúng ta nhận quà trong thẻ vô cực mùa này nhá. Ok, và chúng ta chỉ còn 15 tiếng nữa thôi, tức là vào ngày mai chúng ta sẽ có thẻ vô cực mùa mới. Nên là bạn đâu mà chúng ta có kim cương chưa kịp mở thẻ vô cực ấy thì mọi người nhớ này, chúng ta mở đi nhá. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một cái vòng quay mới trong ngày hôm nay, đó chính là vòng quay vũ khí nhá. Ở đây mình sẽ vào cho mọi người xem. Đó, chúng ta có một cái skin M79 này, nó khá là đẹp luôn. Ok, thì nói chung là lucky của mình cũng khá là cao, 86 lucky rồi. Không biết là quay có trúng được hay không đây. Ôi, vẫn chưa trúng được luôn anh em, vẫn chưa trúng được nhở. 93 lucky rồi, ôi, 94 lucky rồi nhá. Rồi, vẫn không trúng được đâu mọi người. Khá là cây cú nhở. À, và ngày hôm nay chúng ta có một cái sự kiện, đó chính là giảm giá tới 80%. Ở đây mình sẽ truy cập vào số cho mọi người xem nhá. Nói chung là cái skin súng này nó cũng khá là ngon. Và trong shop chúng ta đang có sự kiện giảm tới 80%. Ở đây thì mình sẽ mua vé quay súng nhá. Mua được 20 cái liền. Ôi, ngon thế nhở. Chắc là có lẽ lần này mình mua xong ấy, quay trúng được skin súng luôn. Ok, tiếp theo chúng ta có vé quay chế tác này, cũng giảm 60%. Được đấy mọi người. Ok, mình mua 20 vé luôn nhá. Theo mình là nếu mọi người chúng ta mua như thế này ấy thì nó rất là lời luôn. Tiếp theo thì chúng ta cùng quay luôn nhá. 20 vé, chắc chắn là kiểu gì mình cũng trúng được thôi. Cái lucky mình khá là cao rồi. Ui, vẫn chưa trúng được luôn, phát cuối cùng này. Không trúng được luôn mọi người, tại sao mình xui thế nhở. Lucky mình 117 lucky rồi, vẫn không trúng được luôn. Ôi, tại sao cái video này mình quay ấy nó khá là xui luôn đấy. Rồi, chắc là mình quay như thế thôi. Tiếp theo thì chúng ta cùng sang với vòng quay chế tác nhở. Ôi, trúng được luôn hai cái quay kim cương kìa. Rồi, toàn trúng đá thôi mọi người, không trúng được cái bản vẽ nhở. Đó, vậy là ngày hôm nay mình quay khá là xui luôn đấy. Mọi người thấy quay có xui không? À, tiếp theo thì mình sẽ quay cái vòng quay Unpowerman nhá. Tại vì mình có 22 hiệu rồi, chúng ta quay để chúng ta đổi luôn nhá. Ok, mình quay luôn này. Rồi, toàn trúng một hiệu kìa. Ui, xui thế nhở. Tại sao cảm giác hôm nay mình quay nó xui xui với mọi người. Xui xui kiểu gì ấy. Ui, ba lô hội đồng kẻ xấu này. Có lẽ là mình đủ rồi, mình vào mình xem thử nhá. Vậy là chúng ta có 60 hiệu rồi, mình đổi sang gói thánh phòng luôn nhé mọi người. Ok, chúc mừng luôn, đồ ngủ thánh phòng. Mình thì khoái mình cái tóc thôi, mình thấy cái tóc ấy. À, cái này không phải gọi là cái tóc, mà gọi là cái đầu chọc rồi. Vì có thấy cái gì đâu mọi người. Ok. Đó, nói chung là đây là gói thánh phòng của chúng ta nhá. Mình thấy là nên chúng ta bỏ đi cái mặt nạ và đeo thêm một cái kính thì nó sẽ ngầu hơn ấy. Theo mình là đeo kính thì nó sẽ ngầu hơn. Đó, anh em thấy có ngầu không? Có là chết chơi người rơi luôn. Ok, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với cách nhận trang phục thần lửa này trong ngày Tết sắp tới nhá. Cực kỳ dễ luôn. Ok, mọi người đang xem nhớ like đăng ký giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta, à, mình nhận cái ba lô người tuyết trước nhá. Đó, quên, sorry mọi người, mình nhận cái ba lô người tuyết trước nhá. Ở đây nói chung là mọi người đăng nhập 3 ngày thôi là chúng ta có ba lô người tuyết rồi. Sau đây mọi người chúng ta cùng đến với cách nhận trang phục thần lửa trong ngày Tết sắp tới thôi. Chúng ta cùng let's go.
Tôi có một ngọn lửa, tôi có một cuộn vải. Tôi có một ngọn lửa, tôi có một cuộn vải. Boom, tôi có một trang phục thần lửa. Trang phục thần lửa siêu hot, vĩnh viễn toàn server, thiết kế cực đỉnh, họa tiết ngày xuân, mặc vào là buya. Đăng nhập ngay ngày mùng 1 Tết để nhận trang phục thần lửa. Rồi, nói chung là mọi người vừa xem cái nhận trang phục thần lửa ấy, chúng ta chỉ việc đăng nhập vào ngày mùng 1 Tết là có ngay trang phục thần lửa, hoàn toàn free nhá. Không hề làm cái gì hết, chỉ cần đăng nhập vào ngày mùng 1 Tết thôi. Rồi, có chất chơi không? Và đây là trang phục thần lửa của chúng ta nhá. Mấy bạn con gái thì chắc chắn là rất là thích rồi, đúng không? Còn mấy bạn con trai ấy sẽ thích trang phục của nam hơn. Trang phục của nam nhá, đẹp không kém gì của nữ luôn, còn đẹp hơn rất là nhiều ấy. Ok, nhưng mà server chúng ta thì chỉ cho free trang phục của nữ mà thôi. Đó, mọi người thấy có hai con cá này, con cá đường ở phía bên mái tóc này. Đó, trang phục thì nó phải gọi là rất là chất chơi người rơi rồi, nó rất là đẹp, đúng không? Ok, mọi người xem video mình, nếu thấy hay đừng quên nhấn like, đăng ký, chia sẻ nhá. Và bye anh em, hẹn lại anh em trong video tiếp theo nhá.